Em bảo rồi, giờ rất quan em. Đây là con cá chim sau khi đã nướng này. Rồi chưa? Quá ngon, quá ngon đấy. Con này không cháy luôn. Ngon không? Ui, ngon ngon lắm. Ngon thế. Ngon không em? Mọi người ăn đi cái nóng này. Ủa, anh không lấy cái này không? Chiến. Chiến nó. Ngon không? Chiến nó. Ui giời. Bình tĩnh, thiếu ca này thiếu. Giờ anh bảo em sẽ nghĩ lại. Cá ngon thế. Ngon không? Ăn đi. Vãi. Nhưng mà như cái này thì có chấm cái gì không chị? Hết nước, xem có cái chấm gì không? Có nước chấm tương ớt gì. Nếu mà chấm thì là mọi người sẽ là cuốn với lại cuốn với bánh tráng này, bánh tráng với lại rau này, rau xong lại bỏ cái này xong vào là chấm này, là chấm đấy. Bởi vì vị ngon ngon. Ngon nước nó. Ngon thế. Ok chưa? Chị kêu ơi bây giờ. Cái này tắt đèn đây là bạn có đánh đạn cho nó ấy nhỉ? Chị ơi, bật đèn lên quay cho nó ấy. Không đâu, đây là cá chim nha mọi người, đây là cá chim này. Đấy, cá chim này là chim vàng anh thì hiện tại là nhà em đã làm sạch sẽ và đã khừa ra là chuẩn bị ướp gia vị là một lát nữa để nướng. Đấy. Một con như thế này là hơn một ký con to nhỉ em nhỉ? Vâng, to dã man. Phòng tập chim này. To dã man. Hả? Phòng tập chim qua chỗ đẹp xe hay là quán. Phải đây. Quay lại chị ơi. Hả? Quay lại. Lấy công thanh tạp nhỉ? Hỗn tạp thế nhỉ? Sao nói chuyện. Tại vì đang lửa nó đang chưa nhiều ấy, lửa nó đang chưa nhiều. Vâng, đây là cái gì đâu chín ra lên trước chị ạ? Cái gì đâu chín lên trước đúng không? Đây là hai con cá chim hiện tại đang bọc giấy bạc. Chị đang đi tắm. Đây chị cầm cho. Cô tao bỏ đây. Đây là cá chim này mà nhà mình ướp ra vì về nướng xong rồi cuốn với nó khoáng sống ấy. Bánh cá nó đang tuyệt vời lắm. Sau làm nhà hàng họ nướng nhỏ chắc nó ngon nhỉ? Mình nướng các sốt chị ạ, họ nướng là họ có sốt. Họ có sốt ngon lắm. Thì bỏ đây bắt một cỏ với bạn. Đây thì đã chung một cỏ nhẹ. Không có phải